Dạ con xin mến chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì con cũng ghé lại vườn bonsai Gia Phúc quý cô chú, có địa chỉ tại xã Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thường thì nhà vườn sẽ gửi clip cho mình ha. Hôm nay thì con cũng đến trực tiếp để quay cho quý cô chú xem. Hôm nay mình có nhiều cái mặt hàng để lựa chọn lắm nha quý cô chú. Đào đang trái này ha. Rồi khế gân, dừa, bông giấy, nói chung là đa dạng các mặt hàng. Đào đang trái rất là đẹp nè quý chú. Trái nó treo nè, đào Indo. Mặt hàng này gần như là đặc sản của nhà vườn á. Linh sam, rồi kim thanh mai, trang sen, me, nói chung là để chi tiết hơn thì mời quý chú gặp lại Hồng ha. Anh chào em ha. Dạ, em chào các cô chú và anh chị. Hôm nay đầu tiên thì em xin cảm ơn các cô chú và anh chị đã ủng hộ clip trước rất là nhiều. Với hôm nay em giao lưu một số cây cho cô chú anh chị tham khảo ạ. Dạ. Nhắc số điện thoại mạnh cái ha. Dạ, số điện thoại là bên Gia Phúc là 0901099883 ạ. Rồi. Dạ, em vô cây đầu tiên luôn. Rồi, không để dạ là cây số 1 ạ. Là cây me ạ. Dạ đây củ đế rất là to luôn ạ. Cây rất là già luôn ạ. Em cũng vô nước dây luôn ạ. Rồi. Củ quái ha chú, sắp trong cái quái chậu mà có thể mình chứa nước nha, chứa nước làm tiểu cảnh chơi ha. Cũng được. Dạ, rồi đo giúp anh luôn ha. Dạ, dạ em đo chiều cao luôn ạ. Dạ chiều cao là được 34 ạ. 34. Dạ. Củ đế em đo ngay vị trí này là được 50 ạ. Rồi. Dạ. Cây mã số 1 này em giao lưu là giá 1.400.000 ạ. Dạ. Đi luôn chậu. Dạ đi luôn chậu luôn anh. Đóng luôn chậu vô luôn ha. Dạ. Chậu này mình có thể chứa nước phía ngoài này nha cô chú. 1.400.000. Dạ. Rồi đổi giúp anh luôn ha. Dạ em lên cây tiếp theo luôn ạ. Cây tiếp theo là cây mã số 2 ạ. Là cây lũ ạ. Cây lũ Malai ạ. Dạ đây. Lũ Malai luôn em. Dạ. Ha. Cái dòng này nó lá nó nhỏ hay sao em? Lá dạ. Nó dài dài nhỏ nhỏ ha. Dạ. Có gì cây lũ này có trái rồi em xin chụp hình lên màn hình cho cô chú anh chị xem ạ. Dạ. Lũ Malai. Dạ em đo chiều cao luôn ạ. Em quay một vòng cho cô chú anh chị xem mà em đo chiều cao luôn. Rồi. Dạ chiều cao em đo là được 39 ạ. Hoành thì ngay bằng ngón tay. Dạ, thôi cái rễ nó lên theo chú. Đoạn dạ. Này thì nó cuộn lại quái luôn. Hoành nói chung chắc là nó bự bằng ngón tay mình. Dạ. Có cái bự hơn đây. Dạ, rồi. Đẹp luôn cô chú ơi. Một cái lũ ha. Phía dạ. Trên thì mình về mình đựng dây cây thích. Rất là sống khỏe luôn ạ. Rồi em lên cây tiếp theo luôn ạ. Nhiều em giá. Dạ. Dạ quên, cây số 2 này là giá là 650.000 ạ. Em bao phí ship ạ. Luôn cả chậu luôn ạ. Rồi, 650.000 thôi chú. Hoa lựu rất đẹp. Rồi, đổi luôn cho bạn ha. Màu đỏ của hoa lựu rất đẹp luôn chú. Dạ, cây tiếp theo luôn ạ. Là mã số 3 ạ, là trang sen ạ. Củ đế rất là già luôn ạ. Trang sen, quá dạ. Già luôn ha. Củ đế sổm nôm già. Cây sống khỏe luôn ạ. Rồi. Dạ đây. Rồi, em quay một vòng em đo thông số luôn ạ. Rồi em đo chiều cao luôn ạ. Dạ chiều cao em đo là được 28 ạ. Hoành em đo ngay vị trí này là được 26 ạ. Rồi hoành cũ. Mình đo trên này luôn đi em. Cho cái thân ngang đó giúp anh dạ. Cái này ha. Thân ngay vị trí này là được 17 ạ. Rồi 16. Dạ rồi. 16 ạ. Củ đế dưới đây là được 34 ạ. Rồi. Dạ cây mã số 3 này em vô lưu là 400.000 ạ. Em bao phí ship luôn ạ. 400. Dạ. Cây già lắm nha cô chú. Cây rất là già luôn. Sống khỏe luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, đổi luôn Hồng ha. Dạ. Dạ xin phép em lên cây tiếp theo là mã số 4 ạ. Cũng là chen sen luôn ạ. Dạ, nó chung lô của chú ơi. Củ đế rất là già luôn ạ. Dạ. Nó như nhau luôn. Sống khỏe lên mầm luôn ạ. Em quay một vòng mà em đo thông số luôn ạ. Rồi. Dạ em đo chiều cao là được 26 ạ. Hoành thân trên đây em đo là được 12 ạ. 12. Đế ngay dưới đây là em đo ngay vị trí này là được 39 ạ. Rồi. Dạ cây mã số 4 này em giao lưu là giá 400.000 ạ. Em bao phí ship luôn ạ. 400. Dạ. Trang sen. Trang sen. Hoa đẹp lâu tàn heo chú. Rồi tiếp tục luôn. Dạ xin phép em lên cây tiếp theo là mã số 5. Cũng là chen sen luôn ạ. Cũng là chen sen luôn. Dạ.
Củ đế rất là to luôn, rất là già luôn, sống khỏe lên mầm luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em vay một vòng rồi em đo thông số luôn ạ. Dạ chiều cao em đo đây là được 28 ạ. Hoành em đo ngay vị trí này là được 18 ạ. Dạ. Củ đế ngay dưới đây em đo vị trí này là được 34 ạ. Giá cây mã số 5 này em vô lưu là cũng 400 ngàn luôn ạ. Em bao phí ship luôn ạ. 400 thôi em dạ. Ha. Ship toàn quốc luôn của chú. Dạ. Rồi đổi luôn em ha. Dạ tiếp theo là em lên Linh Sam ạ. Linh Sam hạt gạo ạ. Ở đây. Mã số 6. Dạ mã số 6 ạ. Một cây Sam hạt gạo. Củ dạ. Đế rất là già luôn. Em cũng lên nước chi ạ. Rồi có chỉnh sửa nước chi. Dạ. Cây thân lắc theo chú. Rồi em quay một vòng rồi em đo thông số luôn ạ. Dạ chiều cao em đo là được 30 ạ. Hoành em đo ngay vị trí này là được 18 ạ. Rồi. Củ đế ngay đây em đo ngay vị trí này là được 38 ạ. Mã số 6 em vô lưu là 450 ạ. Em bao phí ship luôn ạ. Nó có cọng rễ nó vắt đó, nó bị lũa hay chú. Này mình tháo ra. Tháo ra cho nó sạch sẽ cũng được. Rồi, giá là như em? Dạ 450 anh. À, chỉ 450 dạ. Thôi ha. Mã số rồi. 6 ạ. Đổi rồi. Luôn. Anh kia tiếp theo luôn ạ. Dạ. Phép em lên cây tiếp theo là mã số 7 ạ. Cũng là Linh Sam hạt gạo luôn ạ. Số 7. Dán quái. Dán đổ luôn ạ. Ở đây. Cây cũng rất là già luôn ạ. Rồi. Ở đây. Em đo một vòng rồi. Em quay một vòng rồi em đo thông số luôn ạ. Này có cái bộ chân đế rất là đẹp rồi chú ha. Dán thì dán bay bay siêu siêu. Rồi em đo lần chiều lần. Cao luôn ạ. Chưa vô dây luôn. Dạ chiều cao em đo là được 38 ạ. Hoành em đo ngay vị trí này là được 22 ạ. Rồi 22. Dạ. Cụ đế em đo không, cái vị trí này là được 48 ạ. 48. Dạ. Rồi, cây Linh Sam hạt gạo này mã số 7 cũng 450 luôn ạ. Em bao phí ship luôn ạ. Rồi đổi không ơi. Dạ. 450. Dạ tiếp theo cũng là mã số 8 ạ. Cũng Linh Sam luôn ạ. Linh Sam hạt gạo luôn ạ. Này quá à. Trời chi tay ha. Dư luôn à. Về mình lượt ra cái mình đệm dây lại ha chú. Cây đang khỏe lắm luôn. Củ đế cũng lắc rất là già luôn ạ. Rồi em đo chiều cao luôn ạ. Dạ chiều cao em đo là được 38 ạ. Hoành em đo ngay vị trí này là được 18 ạ. Rồi. Đấy, đo hào hảo này. Là được 50 ạ. Cây mã số 8 em giao lưu là 450 luôn ạ. Em bao phí ship luôn ạ. Toàn quốc luôn ạ. 450. Dạ, mã số 8 ạ. Rồi em lên cây tiếp theo luôn ạ. Tiếp tục luôn. Dạ tiếp theo là mã số 9 ạ. Là em lên cây mai chiếu thủy ạ. Lá lớn ạ. Củ đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nu da đen lá lớn cô chú. Đang dạ. Nuôi chi cành ha. Này có đầy đủ hết trơn. Về mình đệm dây ra là nó có tan. Chừa đúng điểm luôn. Mặt cắt thì con cái thấy kéo khá mạnh luôn. Những cái mặt cắt kéo rất tốt. Rồi em đo chiều cao luôn ạ. Dạ chiều cao em đo là được 26 ạ. Dạ. Hoành em đo ngay vị trí này là được 18 ạ. Rồi đế này mình chặt gọn để vô chậu luôn. Dạ bộ đế là được 42 ạ. Cây mã số 9 này là 1 triệu ạ. Em bao phí ship ạ. Khi đi em bó bầu mang đi ạ. 1 triệu ha. Dạ. Dạ, về cho quý chú mình tự tay mình vô một cây bonsai luôn hả chú. Vô dây một cây bonsai, định hình theo ý mình luôn. Rồi, em lên rồi. Cây tiếp theo luôn ạ. Tiếp luôn em ơi. Dạ, tiếp theo là em lên mã số 10 ạ. Là 10. Mai chiếu thủy ạ. Mini ạ. Mini ha. Dạ. Đó, cũng đầy đủ chi cành nha quý chú. Đầy đủ chi cành cho mình vô dây ha. Rồi 180k em hả? Dạ, cây mã số 10 ạ, 180 ạ. Cũng em là dòng nu luôn ạ. 180. Đây. Rồi. Thôi đo chiều cao được em ha. Chiều dạ. Cao cái thân. Dạ chiều cao là được 14 ạ. Dạ 14. Dạ rồi. Cây mã số 10 là 180 ạ. 180 thôi. Dạ. Dạ. Cây tiếp theo luôn ạ. Rồi, tới kim thanh mai. Dạ. Cây thành phẩm. Lên là cây mai chiếu thủy kim thanh mai ạ.
Nhãn bài, nhãn đổ luôn. Nhãn đổ ạ. Cây rất là già luôn cô chú anh chị ơi. Ờ, nhỏ nhưng mà chi cành nó già lắm nè. Rất là già luôn. Chậu cũng dễ thương ha chú. Cây chậu thì dễ thương. À. Em đo chiều cao luôn ạ. Này nuôi lâu nha chú mà cắt bít luôn nè. Dạ chiều cao là được 16 ạ. Dạ. Quành em đo ngay vị trí này là được 12 ạ. 12. Rồi em hạ quành đế luôn đi. Dạ. Đúng rồi. Là được 26 ạ. Rồi 26. Dạ. Quay nhẹ nhàng giúp anh vòng ha. Đây. Kim thanh mai nha cô chú. Kim thanh mai à. Rất là già luôn cô chú anh chị ơi. Giá nhiêu đây ha? Dạ giá là cây số 11 là em vô lưu là giá 1,8 triệu. 1,8 triệu dạ. Luôn chậu em hả? Dạ. Em có một cặp ạ, à, còn một cây nữa. Nếu cô chú anh chị mà có mua thì em bớt mỗi cây là 100.000 ạ. À. Nếu lấy cặp ha. Dạ. Rồi, đổi giúp anh luôn cây này. Tiếp tục luôn. Dạ mã số 12 ạ, à, cũng là mai chiếu thủy kim thanh mai ạ. À. Dạ, kim thanh mai. Dạ. Có một cặp ạ. À. Cái này cái đồng giá cái kia luôn dạ. Em hả? Dạ không, cái này 1,6 triệu anh. 1,6 triệu ha. Dạ. Cái này nó bị ấy một cái chi này dạ. Chứ vàng mình nuôi lại. Đó. Cũng rất là già luôn cô chú anh chị ơi. Cây nhỏ nhưng mà quá già. Đẹp luôn. Dáng đổ luôn ạ. Rồi. Dạ. Chiều cao. Dạ chiều cao em đo là được 12 ạ. À. Dạ. Quành thân nó na ná như cây kia luôn. Dạ. Tầm cũng mười mấy đó. Cũng 12 luôn anh. 12 luôn. Dạ. Rồi cây mã số 12 này em vô lưu là giá 1,6 triệu ạ. À. Em bao phí ship luôn ạ. À. 1,6 triệu. Dạ. Có một cặp thì cô chú anh chị có chốt thì em bớt một mỗi cây là 100.000 ạ. À. Dạ đây. Em lên cây tiếp theo luôn ạ. À. Rồi. Dạ tiếp theo em lên cây mã số 13 ạ. À, là sam núi ạ. À. Siêu lùng luôn ạ. À. Siêu lùng luôn hả? Dạ. Siêu lùng lực. Phơm tàn đa mà nó cũng đầy đặn hết trơn nè cô chú. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Em thả thêm đặng em nuôi thêm nè. À. Cho cái tròn. Thành bộ đế. Nó tròn. Đầy bộ rễ ha. Dạ. Đầy bộ đế. Mình cứ nuôi tiếp tục cô chú cho tay cạnh lớn lên mình hả ép chậu lại rất ha. Cái này lùng lực chị lắm ơi. Luôn. Siêu lùng luôn. Siêu lùng luôn. Dạ. Rồi em. Rồi, quay mặt này ra đây. Rồi. Em đo chiều cao luôn ạ. Dạ chiều cao em đo là được 12 ạ. Rồi chiều cao 12. Mình cứ đo hạo hạo vậy đi em ơi rồi. Tại vì nó ôm không hết dính mấy dạ. Cái rễ chú 25. Là được 25 ạ. Dạ. Trừ hao ra đi. Dạ. Cộng toàn cây mã số 13 này em giao lưu là giá 3 triệu ạ. À. Em bao phí ship ạ. À. Dạ này. Cây mã số 13 ạ. À. Là 3 triệu ạ. À. 3 triệu em hả? Dạ. Sam núi lùng luôn. Đổi rồi, luôn em ha. Cây tiếp theo luôn ạ. Dạ cây tiếp theo là cây kim quýt ạ. Rồi một cây kim quýt. Dạ cây rất là già luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Cốt tàn gì ấm mịn ạ. Cây à. Ép chậu già cây lắm hả chú. Em quay một vòng em đo thông số luôn. Rồi. Rồi em đo chiều cao luôn ạ. Dạ chiều cao em đo tới đây là được 22 ạ. Cây này thành phẩm luôn ha. Còn một vài cọng dây thôi. Tổng thân em đo là được 22 luôn ạ. Rồi. Dạ cây mã số 14 em giao lưu là giá 2,5 triệu ạ. Em bao phí ship luôn ạ. Đây. 2,5 triệu luôn. Luôn chậu. Dạ luôn cả chậu ạ. Dạ. Rồi đổi luôn ha. Dạ cây tiếp theo là em vô lưu là cây bên ha. Dạ cây hoa giấy ạ. À. Rồi hoa cây giấy quanh sai ạ. À. Hoa giấy mỹ rin em ha. Mỹ rin ạ. À. Một không gốc ghép nha. Mỹ rin rất là già luôn cô chú anh chị ơi. Em cũng vô nhiều nước dây ạ. À. Dạ củ đế to ha chú. Rất cốt là cũng to luôn. Chừa 5 thân ở trên ha. Rồi. Rồi phơm tay đã bắt về nè. Em quay một vòng rồi em đo thông số luôn ạ. À. Rồi, cây này khá to ha. Dạ, em đo chiều cao là được 64 ạ. À. Hoành em đo ngay vị trí này là được 60 ạ. À. 60, dạ. Rồi. Ngay dưới đây là được 70 ạ. À. Dạ, tán ngang em đo từ đây qua đây là được 70 ạ. À. Rồi,
đo ngang cái cổ này giùm anh cái nữa ha. Dạ. Cổ eo trên đây là được 36 ạ. 36. Dạ. Cây mã số 15 này em giao lưu là 3,5 triệu ạ. Cây to hả cô chú? Dạ. Cây rất là già luôn cô chú anh chị ơi. Mình có chốt thì số điện thoại trên màn hình ạ. Dạ, to ha. Dạ. Rồi, đổi giúp anh luôn ha. Một cây giấy Mỹ Rin. Dạ. Tiếp tục luôn. Dạ. Tiếp theo là em lên cây số 16 ạ. Mã số 16 ạ. Cũng là giấy Mỹ Rin. Mỹ Rin luôn ạ. Dạ. Rất là già luôn cô chú anh chị ơi. Cái này cái tàn đẹp đã được cắt tròn xe ha, cũng có vô dây nha cô chú. Rồi. Dạ em đo chiều cao luôn ạ. Dạ chiều cao em đo là được 50 ạ. 50. Ngay cổ heo nè em đo là được 30 ạ. Rồi, tổng cái cổ là nhiêu đây? Là được 68 ạ. Cổ 68 em ha. Dạ. Tán ngang em đo là được 64 ạ. Dạ cây mã số 16 em giao lưu là giá 2,2 triệu ạ, em bao phí ship ạ. Liên lạc sạch sẽ ha. 2,2 triệu. Đẹp luôn. Dạ, đang trong chậu nhựa. Cái này đi thì mình rút chậu em hả? Dạ đúng anh. Đi em rút chậu, em bó bầu em đi ạ. 2,2 triệu. Rồi, tiếp tục em ha. Dạ tiếp theo là em lên cây mã số 17 ạ, cũng là cây giấy Mỹ luôn ạ. Giấy Mỹ luôn. Luôn ạ. Không ghép. Cây rất là già luôn ạ. Dạ. Em cũng vô nước dây, nhiều nước dây ạ. Cây ấm mịn luôn ạ. Rồi. Quay một vòng em nó không số luôn ạ. Dạ chiều cao em đo là được 70 ạ. Cao 70. Trên cổ heo này em đo là được 32 ạ. Đế em đo hoàn hảo dưới đây là được 54 ạ. Tiếng ngang là em đo. Em đo là được 64 ạ. Rồi, 64. Dạ. Cây mã số 17 em vô lưu là giá 1,8 triệu mà em bao phí ship luôn ạ. Khi đi em bó bầu mang đi ạ. Rồi, em lên cây tiếp theo luôn ạ. Đổi giúp anh luôn. Tới đào ha. Dạ. Dạ, bên tiếp theo là đào ạ. Đào Indo ạ. Dạ, hôm nay mình có cây rất là trái cây luôn rồi, chú anh chị ơi. Đào Indo. Trái xanh này. Trái nhỏ cũng có luôn ạ. Đây là trái chín em hả? Dạ, trái chín rồi nó rụng anh. Cái này ăn ngon không Hồng? Dạ, trái đó thì em làm thuốc anh, thuốc nam anh. Chị thuốc nam, dạ. Đào Indo. Dạ, đào Indo ạ. Rồi. Làm trà thanh nhiệt ạ. Còn công dụng của nó thì tác dụng là chỉ mất ngủ với lại huệ tim mạch ạ. Dạ rồi. Dạ. Rồi, em đo chiều cao một cây luôn ạ. Dạ là được 94 ạ. 94. Hoành thì chiều ngang nó tầm khoảng 50 em ha. Dạ. Rồi. Hoành chiều thân ngang thì đo thử cái này chắc 67 gì đó thôi chú ơi. Dạ được 7 ạ. 7 ha. Dạ. À, quan trọng là mình cây thì đang có trái như thế này đây. Trái nó chín đỏ rất là đẹp luôn ha, màu đỏ. Cây mã số 18 này em giao lưu là giá 500.000 ạ, em bao phí ship luôn ạ. 500 ha. Dạ. Trái còn nhỏ nhóc luôn nè cô chú. Trái nhỏ cũng có mà trái bự. Rồi. Đổi luôn 500. Mấy cây đào này đồng giá không dạ, em? Dạ đồng giá. Rồi tiếp tục. Cây 400 cũng có nữa. Cao cây dạ, này tầm 1 mét. Cao thì nó tầm 1 mét ạ. Ngang thì tầm dạ. 60. Đây cô chú trái nè, chủ yếu là quan trọng mình thấy trái nè. Thân thì cây này tầm khoảng cũng 8 vậy đó anh. Dạ. Cũng 500 với nhau luôn ạ. Dạ cũng 500 luôn ạ. Cây mã số 19 ạ. Rồi, đổi luôn ha. Lên cây tiếp theo luôn ạ. 20. Cây tiếp theo là mã số 20 ạ. Đặc cũng biệt đen ra trái luôn ạ. Cây một cốt không của cô chú. Cây rất là đẹp luôn cô chú ơi. Rồi. Cũng vậy luôn. Dạ. 500.000. 500.000 luôn ạ. 19. Rồi em lên cây tiếp theo luôn ạ. Dạ. Cây mã số 21 ạ. Cây này thì đang ra bông ạ. Rồi. Cái này cũng 500 em ha. Đảm bảo là dạ, có trái cho quý cô chú hết ha. Có trái rồi vừa có bông luôn cũng có luôn ạ. Rồi. Đổi Hồng ơi. Cây mã số 22 ạ. 22. Đây. Dạ, cũng vậy luôn cô chú ha. Trái nhỏ nè. Có trái nhỏ cũng có luôn ạ. Dạ đây.
cũng 500.000 luôn ạ. 500 luôn. Rồi, lần cây tiếp theo luôn ạ. 23. 23. Cũng vậy luôn. Đây, cũng trái có nó, mấy trái xanh. Nó bắt đầu chín ha. Dạ. Nó chín chuyển qua màu đỏ ha. Đây. Rồi, 500. Đổi luôn em ơi. Rồi, em lên cây tiếp theo luôn ạ. Rồi, cây này như cây này của chú về nhà mình vô chậu mình chơi ha, rất đẹp luôn nè. Trái nó chín đỏ vậy nè. Trái chín đỏ mà cũng có rụng rồi nè cô chú anh chị. Trái xanh thì nó còn ở trên cây. Mình về em đi phí xếp cái này thì nó cũng chưa rụng đâu. Cái trái xanh này là đi tới cô chú anh chị được nè. Rồi, giá là 500. Dạ, cây này là 400.000. À, cây này nhỏ hả? Thế. Dạ. 400 thôi cô chú. Dạ. Cả này mà vô chậu đẹp cực kỳ luôn ha. Đó, trái treo vậy nè. Chín đỏ đỏ. Rồi. Đổi luôn cho anh ha. Tiếp theo luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 25 ạ. Dạ. Dạ này. Cũng là một cây đào. Này 400 luôn dạ, cô chú ha. Dạ, 400 luôn ạ. Rồi, có trái như mình thấy đây. Rồi, tiếp tục em ơi. Dạ, tiếp theo là mã số 26 ạ. Dạ. Trên cây cũng lạ lạ ha chú, đào Indo. Đào Indo có trái luôn. Cái nhỏ cũng có luôn. Cây này cũng 400 luôn ạ. Mã số 26 ạ. Rồi em lên cây tiếp theo luôn ạ. Tiếp theo luôn. Cây này quá đẹp luôn. 27 ạ. Cây này rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Có trái trên cây luôn. Cây trái còn xanh luôn. Cũng 400.000 luôn ạ. Mã số 27 ạ. 400. Nó có những cái trái nó mới chuyển qua màu nó chín nó cái màu đẹp quá cô chú. Rồi. 400.000. 400.000 thôi. Cây này đẹp lắm nè. Cây này vô chậu hết sảy luôn. Rồi lên cây tiếp theo luôn ạ. Đây. Mã số 28 ạ. 28. Đây. Cây này cũng 400.000 luôn ạ. Dạ, 400 luôn. Rồi lên cây tiếp theo luôn ạ. Rồi. Tiếp theo là 29 ạ. 29. Cũng đào luôn ạ. Chú lấy nhiều cây thì mình có giảm bớt em ha. Có dạ. Giảm giá chút định. Cây này thì đen ra bông ạ. Cũng 400.000 luôn ạ. 100 luôn. Lên cây tiếp theo luôn ạ. Quỳnh Thân 678 nha dạ. Chú. Cao thì tầm mét, ngang thì tầm khoảng 60 đến 80. Nó mã số 30 tương ạ. Tự nhau hết à. Cây này mã số 30. Cũng đen ra bông rồi cũng có một trái ạ. Rồi. Bông nè em ha, chưa dừng lại giúp anh cái. Bông nó chèo chèo vậy đó ha. Dạ. Sau này là cho trái không đó ha, trên này nè. Rồi. 400 luôn. Dạ 400 luôn ạ. Lên cây tiếp theo luôn ạ. Tiếp theo luôn. Cây mã số 31 ạ. Cây này thì đen ra bông ạ. Ra bông rồi mới có trái ạ. Nó ra bông trong nhánh trong thân luôn ha. Dạ. Vậy đó ha. 400.000 luôn ạ. Cây dạ. Mã số 31 ạ. Dạ. Rồi lên cây tiếp theo luôn ạ. Đào Indo nha quý cô chú. Đây. Tiếp theo là mã số 32 ạ. Cái này thì đang có trái. Cái màu chính nó có hai màu luôn ha. Màu nâu xong rồi mới đổi màu đỏ. Màu này trước đúng không em? Rồi mới... Dạ màu nâu trước. À ha. Cái này là dạ. cái này mới chín nhiều hơn hả? Dạ đúng rồi. À. Cái màu đỏ là nó chín nhiều hơn. Rồi, nâu xong mới chuyển cho đỏ ha. Dạ. Xanh rồi nâu rồi đỏ ha chú. Cũng 400.000 luôn ạ. 400 luôn. Rồi, đổi luôn ha. Dạ. Rồi, một cây khá to. Cái tiếp theo là cũng đào Indo luôn ạ. Này cây mà này, có trái không? Cái này ra bông luôn ạ. Mình cho rổ trái Tết dạ. Mình đem vô nhà mình trưng chắc cũng đẹp lắm chú ha. Rất là đẹp luôn, cái này trưng sân vườn là rất là đẹp luôn. Nó có trái quanh năm em hay là theo dạ, mùa trái em? Trái quanh năm á anh. Trái quanh năm ha. Xong rồi lại có bông rồi xong rồi lại có trái tiếp tục. Rồi. Dạ. Cái này thôi mình đo lại dạ. Cái nha. Rồi, em đo chiều cao luôn ạ. Chiều cao là tầm 1m2 anh. Rồi, 1m2, tán rộng. Rộng em đo là được 90 ạ. Rồi, cây này khá to hơn những cây mình vừa quay. Hoành là 12 ạ. Hoành 12. Dạ, cây mã số 33 này là 1 triệu ạ. 1 nhân triệu lúc. Ha. Dạ. Đó. Ở đây. To, 1 triệu. Rồi, tiếp tục ha. Rồi, lên cây tiếp theo luôn ạ. Rồi. À, mình có một cây tác phẩm khế gần. Dạ, khế gần rất một là cây già khế luôn. Gần. Rất là già luôn cô chú anh chị ơi. Cây dạ. Này cũng lâu lắm rồi. Nuôi cũng lâu lắm rồi. Một bệ khế gần nó dính liền dạ. Nhau hả cô chú dạ. Ơi? Dính liền nhau. À, có cái bệ lưng chà bẹ luôn.
Rồi, em quay trong cái chậu cũng khá lớn ha. À, nhìn mặt bên kia tưởng như nó rời nhưng mà ở đây con thấy nó dính nhau bởi cái này nè ha, nó chèn ra nó dính nhau nè. Rồi, em quay một vòng rồi em đo thông số. Nhà vườn cắt loại phôi. Đây, mặt tiền nằm đây. Giữ vị trí này luôn em ha. Dạ. À, em cứ đo đi. Dạ, chiều cao em đo là được 60 ạ. Dạ, 60. Hoành em đo ngay vị trí này là được 54 ạ. Dạ. Tới em đo. Hảo mày hảo đi. Là được 1 mét. Mét 2 đi. Mét 2 đi ha. Dạ. Vị trí này là mét 2. Rồi, đo xét thước vô xét bệ này giúp anh cái luôn. Dạ. Rồi, đúng rồi. Là được 94 ạ. 94. Dạ. Dạ. Nãy mình đo quanh thân này chưa? Đo một thân này một bên đây giúp anh cái luôn. Rồi, đúng rồi. Ngay vị trí đó đi. 26. Dạ. Đây. Dạ, cái mã số 34 này em vô lô là giá 7,5 triệu ạ. Em bao phí ship ạ, khi đi em bó bầu mang đi ạ. Quay cái nó dạ. Hồng à. 7,5 triệu em ha. Dạ, 7,5 triệu ạ. Mặt lưng này nguyên cái bệ này tay bằng tay rất là già xe. Luôn cô chú anh chị ơi. Đặc biệt là cây khá liên lạc ha cô chú. Liên lạc. Cô chú cây thì qua số điện thoại trên màn hình ạ. Đây. 7,5 triệu em hả? Dạ. Cây mã số 34 ạ. Khi gần. Dạ. Rồi. Đổi luôn em ha. Rồi, à tới cây. Tới cây dừa hay giấy đây hay là cái dừa anh, cái dừa. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ có một cây ngũ sắc đẹp lắm đâu chú, cây ngũ sắc to ha. Rồi, trước mắt là một cây dừa đi. Cây dừa bonsai ạ. Dừa bonsai. Dạ. Cây mã số 35 ạ. Này nuôi cũng khá lâu rồi. Cũ già tròn xe. Là già luôn. Rồi Tết tới mình chơi dừa ha chú, mình chưng dừa mình chưng ở ngoài sân vườn là rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mấy này vô chậu sạch sẽ chưng quán cà phê cũng rất là bắt mắt hết cô chú. Em đo chiều cao đi. Dạ chiều cao em đo là được 89 ạ. Rồi. Hoành em đo ngay vị trí này là được 35 ạ. 35. Dạ. Em đo cái thót lóng rồi mình. Đúng rồi cái lóng đó. Là được 18 ạ. Dạ, 18. Dạ. Dạ đây. Sắp ghế tròn xe ha cô chú. Rất là đẹp ghế luôn. Tròn rất... xe. Mã số 35 này em vô lô là giá 1 triệu ạ. 1 triệu em ha. Cũng không chậu ha dạ, cô chú. Dạ không chậu ạ. Rút chậu bó bầu. Cây mã số 36 ạ. Cũng này, là dừa bonsai luôn ạ. Cao tầm mét mấy cô chú ơi? Mét 2 đi. Dạ. Tính lá luôn, tính hết trơn luôn là cỡ mét 2 đi. Dạ. Rồi. Hoành em đo ngay vị trí này là được 35 luôn ạ. Rồi 35. Em đo ngay đây là được 22 ạ. Rồi. Giá cũng 1 triệu luôn ha. 1 triệu luôn ha. Dạ. Này cũng có số lượng em hả? Quay giúp anh cái. Rồi. Triệu luôn ha. Dạ. Lấy nhiều cây thì giá giảm nha cô chú ơi. Cũng có số lượng cho mình chọn. Rồi em lên rồi. Cây tiếp theo luôn ạ. Rồi, một cây chăm mỏi. Dạ đây. Chăm mỏi cái này ngũ sắc không em? Dạ, ngũ sắc á anh. Ngũ sắc ha. Dạ. Đây, ngũ có sắc. Nhiều màu lắm cô chú anh chị ơi. Một vườn hoa trên một cây. Dạ đây. Một cái khu vườn hoa trên một cây cô chú ha. Có màu vàng nè. Rất nhiều màu. Màu vàng mỏ nè. Dạ. Mỏ gà. Rồi màu tím, màu hồng ngọc ạ. Màu trắng. Đây, màu trắng nữa. Nói chung mình dạ. Nói ngũ sắc năm màu thực ra là nó có nhiều hơn năm màu đó đó dạ. Cô chú. Nó nhiều hơn năm màu. Đẹp nó cả chục màu á, tại vì mỗi trên mỗi hoa nó lại có hơn một màu nữa. Đó. Rồi, em đo chiều cao luôn ạ. Cây này rộng to ha. Dạ chiều cao từ đây tới mặt chậu là được 82 ạ. Nó thơm cô chú, thơm cái mùi ổi chín. Hoành em đo ngay vị trí là được 48 ạ. Rồi, xuống cái cổ luôn em, xuống cái cổ luôn Hồng ơi. Cổ em đo là được 54 ạ, 56 ạ. Rồi. 56. Tán hen em đo qua đây là được 96 ạ. Rồi, tán rộng là 96, dạ. Gần 1 mét theo chú. Quay giúp anh cái nữa ha.
Dạ. Dòng trăm mỏ này thì nó già nó sẽ lên những cái cục nu nha quý cô chú, nu bú nhìn rất là kỳ quái. Cây này đặc biệt là con thấy rất là sạch sẽ liền lạc ha, à, sạch trơn luôn. Đây, từ gốc cho tới cái nhánh ghép ha, sạch trơn, khá là to lớn nha quý chú. Cây này thì mình cũng rút chậu bó bầu mình đi ha em. Dạ, à, nếu anh. Nếu mà dạ. Quý cô chú chốt là mình rút chậu. Rồi, giá sao đây cây này? Dạ, cây 37 em vô lô là giá 3,5 triệu ạ. À. Em bao phí ship ạ. À. Dạ, cây này đẹp quá cô chú. 3,5 triệu thôi. Giờ dạ. Giữ cái vị trí phía ngang đó giùm anh cái ha. Rồi, vị trí này. Rồi, quay ngược lại bên kia cái nữa em ơi. Đúng rồi. Cây tàn khá rộng nha cô chú. Gần 1 mét. Chắc hồng đo hơi dạ. Xéo xéo. Chứ nếu mà đo từ đây qua đây, đây á, là gần 1 mét à. 1 mét hơn dạ. Đó cô chú. Chứ không phải là 1 mét đâu. Nói ngủ sách thôi, trên trên này rất là nhiều màu ha. Đó. Rồi, 3,5 triệu cho dạ. Cây này, sạch sẽ liên lạc. Cây 37 tìm vết dạ. Luôn. Dạ rồi, à. Cây 37 này cũng là cây cuối clip ạ. À. Rồi. Cuối clip. Dạ. Em xin cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ em mong cô chú chốt cây thì qua số điện thoại 0901099883 em xin hết ạ. À. Rồi, ủng dạ. Hộ cho Hồng ha cô dạ. Chú. Con chân thành cảm ơn cô chú và hẹn gặp lại những clip tiếp theo trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây.